Mời quý vị khán đến tham dự buổi hôm nay và kính chúc cho mùa hội có một nhiệm kỳ mới thành công. Cảm ơn hội trưởng đã mời các anh em cám và cúp đến thì xin phép có đôi lời giới thiệu thông tin. Công ty dược của Thu Y Hanpet thành lập năm 88, năm nay là 35 năm thành lập. Thì trong quá trình 35 năm thành lập thì hiện nay doanh thu của Hanpet là khoảng 1.000 tỷ. Và có một điều đặc biệt là đã xuất khẩu sang khoảng 35 nước, từ thị trường Đông Nam Á đến thị trường nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, UAE. Thì cái sản phẩm của chúng tôi hiện nay trong năm 2022 và sắp tới thì hướng tới là nền công nghiệp chăn nuôi hữu cơ và sinh học. Đối với buổi gặp hôm nay thì chúng tôi có mang đến cái sản phẩm Tacoway. Hiện nay là cái sản phẩm này sử dụng trong chăn nuôi để xử lý về cái chất thải rắn, chất thải nước. Phụ trách chính là cái sản phẩm này xử lý cái mùi của trạm để phù hợp với các tiêu chuẩn của bộ công nghiệp sẽ được áp dụng trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay là có cái hội thi họ thì mang tới sản phẩm để cho bà con, cho các anh em được sử dụng, và đồng thời cũng rất là mong hội thỏ tạo điều kiện cho các anh em thuốc quảng cáo có cái cơ hội được kết nối cho bà con biết được sản phẩm tốt.